quay trở lại với Mất Béo Mô Tô Vlog và hôm nay Mất Béo Mô Tô xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm một chiếc xe với giá 70 triệu đồng, mang rất nhiều công nghệ mới tiên tiến nhất của dòng xe máy bây giờ. Và xin giới thiệu đến các bạn đây một chiếc xe máy mà mang rất nhiều công nghệ tiên tiến, chiếc Vision 155. Con Béo Mô Tô đã có một cái vlog là cái chiếc xe Vision 150 và hôm nay theo như cam kết của Con Béo đã review chiếc Vision 155, một mẫu xe đang rất hot của những anh em đam mê những chiếc xe FZ của những năm 2014-15. Và đây, xe được sử dụng công nghệ 155 và có mở VVA. Mở cả VVA, cục máy này là cục máy hoàn toàn mới các bạn nhé, 155 phân khối, khối động cơ 155 và được mở VVA của những vòng tua 6000 sẽ là mở công nghệ VVA. Công nghệ VVA thì nó sẽ như nào thì các bạn vui lòng search Google cho mình, nó mở hết gia tốc xe. Và chiếc vành càng bộ số gảy càng xe đã được sử dụng của giống hệt luôn R15 V3 các bạn ạ. Bộ nhôm xích cũng vậy, đôi vành phải lớn trước là 2.15 sau là 4.0 của R15 V3, chúng ta có thể thấy chính là nó. Bộ chống đổ, đầu đèn LED giống hệt chiếc 150. Anh em nào có muốn xem cái công nghệ vỏ body thì nó giống hệt chiếc Vision 150, nhưng mà nó khác nhau ở bôi vành, đĩa trước, đĩa sau và cặp càng rất đẹp. Một chiếc xe mua của tư nhân với giá 69 triệu và giá bán ở bên Ấn Độ chỉ có gần 50 triệu thôi ạ, rất rẻ. Và đây là một chiếc xe sử dụng đầy đủ công nghệ mới. Chúng ta hãy xem chiếc đầu đèn. À đây, bạn này là bạn chuyên đi tour đây, bạn có lấy cái kẹp điện thoại rất là chắc chắn, mua tại Con Béo Mô Tô giá 280.000. Tháo ra lắp vào bằng ốc nhé các bạn nhé. Và khi xoay đến ấy, khi xoay cái ấy này, các bạn chỉ cần nhấc nhẹ lên xong rồi xoay, vì ở đây nó có lẫy khớp rất là xịn sò và hiện đại. Chúng ta sẽ bắt đầu nhắc đến cái công tắc kèm passing luôn, giống hệt R15 V3. Và bên này hazard, công tắc tắt nguồn khẩn cấp, hazard đầy đủ. Chúng ta hãy xem cái hệ thống đầu đèn. Con Béo Mô Tô sẽ tháo cái này ra, nó bắt bằng vít bạn ạ, nên là rất là chắc chắn đấy. Và chúng ta hãy bắt đầu mở điện lên. Phước, bạn này chắc chắn rồi, bạn tên là Phước, rất đẹp luôn. Hệ thống công tơ mét của R15 V3. Và đây, sự khác biệt với bản 150 chữ V, cái tem logo này bản 150 không có nhé các bạn nhé. Và đây được gọi là Vision 155R Racing. Con Béo Mô Tô nghĩ thế, có thể viết tắt của từ Racing. Rất đẹp luôn. Chúng ta hãy xem lại tổng thể một chiếc xe Vision 155. Cái chim, bộ body này nếu mà lên cho Yamaha SS 150i thì nó quá là đẹp luôn. Mỏ cầy ạ. Thật là tiếc một bản xe cực kỳ là hot và đẹp này lại không được phân phối chính hãng bởi Yamaha Việt Nam. Chiếc bô này thì chắc chắn rồi, giống hệt của R15 V3. Một chiếc xe được mở ra, sản xuất ra để làm đối xứng với chiếc R15, Yamaha R15 New 2017, chứ là R15 V3 đấy ạ. Bộ tem nổi, rất đẹp luôn. VVA. Nó chính là Variable Way. Đấy, tiếng Anh nhưng mà mình đọc nó hơi tệ. Cảm ơn anh em. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi một vlog của Quân Béo Mô Tô. Các bạn like và subscribe kênh này cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.